Xin chào cả nhà yêu của Kem. Khóc đủ rồi lau nước mắt xem tiếp tập mới thôi. Chào mừng các bạn đã đến với Đi giữa trời rực rỡ tập 15. Mở đầu là cảnh Tả đang cố gắng tìm chiếc chìa khóa từ ông Triều để giải cứu Trần. Cửa phòng mới được mở tung thì Trải đã vội vàng định chạy đến chỗ Cu. Nhưng Trải đã vô cùng hụt hẫng khi nghe Tả nói Cu đã lên xe xuống thành phố. Giờ này chắc xe chạy rồi. Nó đi rồi sao? Thằng Khảo đưa con Pu ra bến xe. Nó đang trên đường quay lại rồi. Chảy trong lòng một chút hu hu. Em đi xa quá, em đi xa anh quá luôn. Tranh thủ lúc bố đang ngủ say, Chảy đã có một quyết định mang tính lịch sử, đó là bắt xe lên thành phố để tìm Pu. Mày cũng đưa tao ra bến xe đi. Help me. Help. Mày định đi theo cái Pu á? Không nghe máy. Xong. Vậy là nó biết thoát khỏi được tầm tay mày rồi. Chuẩn luôn. Nhưng cái tầm nhá, con Pu nó phải lên Hà Nội ấy. Trải chỉ là cái tên thôi. Trái tim của em rất đau. Nghe anh em châm dầu Pu mà xuống Hà Nội thì Trải chỉ còn là cái tên, hay Pu tiếp xúc với môi trường mới sẽ có tình yêu mới. Trải đã tức giận cho rằng mình sẽ lùng sục cả cái Hà Nội để tìm ra được Pu. Tao sẽ xới tung cả cái Hà Nội lên để tìm nó. Này giời ơi. Này, Hà Nội đấy, chứ không phải là cái bản của mình đâu. Ừ. Bạn là gì tao cũng không biết, bạn là gì. Mà điều đầu tiên cần có để xuống thành phố đó là tiền đâu? À, thì ra Trải đã âm mưu từ lâu, nên gom góp được một mớ tiền. Thế là các anh em Chí Cốt cũng sẵn sàng tháp tùng cùng cậu ấm này xuống Hà Nội. Tao thích lên Hà Nội lâu lắm rồi đấy. Bây giờ có dịp nhá, tao đi luôn. Tao xung phong. Xung phong hả? Ừ. Xung phong thì ra bắt xe. Mà đã bắt xe bao giờ đâu. Nhanh. Xe tới rồi kìa. Lên thôi, và cuối cùng thì Trải cũng đã đi theo tiếng gọi tình yêu. Mà thế. Đây ơi. Quan Tu Chi chuyển cảnh. Sau khi Pu đi, ông Xuồn đã ngồi xuống cùng vợ để bàn chuyện cho con gái ăn học. Bây giờ bà ra sao? Nghèo. A hi hi đùa chút thôi. Thấy chồng lo lắng cho Cu, bà dến cũng lấy làm ngạc nhiên. Tiền bán cho hai vợ chồng cũng chỉ đủ cho Cu ăn học trong một năm thôi. Còn tháng ngày tiếp theo thì vẫn là nỗi trăn trở của hai vợ chồng ông Xuồn. Ông cũng biết thương con gái ông rồi đấy à? Cái bà này, con mình đẻ ra mình phải thương. Cu nghe chứ. Được chắc cảm động lắm. Chỉ có điều cái khó nó bó cái khôn, mới chỉ là khúc đầu, khúc sau chưa biết thế nào. Thôi thì được khúc nào hay khúc đấy. Trong khi đó, ông Triều tỉnh lại thì phát hiện quý tử nhà mình đã biến mất từ lúc nào không hay. Gọi điện thì Trải báo là mình đang xuống Hà Nội. Nghe đến đây các cụ đi chân lạnh toát. Trải ư? Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Con đang đi Hà Nội rồi. Sao mày lại đi Hà Nội? Hả, cái thằng dở hơi, mày xuống đấy làm cái gì? Biết thế thôi nhá. Ông liền xách con xe tay ga phóng sang nhà ông xui hụt để báo tin. Nhưng mà ông Triệu Kỳ này kéo dưới rồi nhà không còn bắt chèn ép ông Xuồn nữa. Ông năn nỉ ông Xuồn hãy nói với Pu khuyên Trải về nhà, vì lên đó Trải không có chuyện gì làm không khéo lại báo nữa. Nhà mày ấy là bỏ bùa bỏ bả gì thằng Trải nhà tao ấy, để thằng Trải nhà tao nó theo con Pu xuống tận đến Hà Nội ấy. Thằng Trải theo con Pu xuống tận Hà Nội á? Gì nữa? Xuân ơi, mày mày điện thoại cho con Pu. Mày nói nó là khuyên thằng Trải về nhà đi. Con Pu nó xuống đấy nó học, chứ thằng Trải nhà tao ấy xuống đấy phất phơ, không khéo còn gây họa nữa. Yên tâm, con Pu sẽ khuyên thằng Trải sớm trở về thôi. Nói một hồi thì Pu cũng đã xuống tới Hà Nội rồi nè. Vừa mới đặt chân đến thủ đô, Pu đã chứng kiến cảnh trèo kéo của các bác xe ôm. Thay vì chờ ông Vinh đến đón, Pu đã lên xe của một ông chú trung niên sau khi được ông hỏi có đi xe không. Cô có đi xe không à? Cô sớm nhập học à? Sao chú biết ạ? Bác cô vừa nói với tôi. Cháu cũng lần đầu mới xuống Hà Nội, mà cháu cũng có tìm hiểu kỹ trên mạng đấy. Thế mà xuống đây vẫn thấy khác xa so với tưởng tượng chú ạ. Đang đi giữa trường thì chú ấy bỗng dừng xe lại và cho rằng mình phải quay về bệnh viện lo cho con gái gấp. Thấy hoàn cảnh của chú ấy tội nghiệp,
Cô thương người nên cho hẳn 1 triệu coi như món quà nhỏ cho con gái chú xe ôm. Chú cho cháu gửi tiền xe ạ. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Không đưa cô về được đến nơi đến chốn, tôi cũng rất là áy náy. Xin lỗi cô đã. Đây là chút quà nhỏ mà cháu muốn chia sẻ với bạn thôi. Cháu cảm thấy cháu có may mắn vì cháu có sức khỏe để thực hiện được ước mơ của mình. Về đến nhà ông Vinh, Pu đã được Quang thuyết giảng cho một bài học khi đến Hà Nội. Quang cho rằng Pu có tin người nên đã bị lừa, nhưng Pu lại nghĩ mình làm việc đó một cách tự nguyện. Có phải Pu chính là tấm chiều mới chưa từng trải không nhỉ? Mẹ em chỉ cho em đủ tiền đóng học thôi. Thế mà mày làm từ thiện cả tiền triệu á? Mày còn sang hơn anh mày rồi đấy. Tao đây này, chỉ dám cho 10.000 là hết nước. Nhưng mà chú ấy không xin, là em tự nguyện ạ. Nghe này nhóc, kẻ ăn xin cao cấp không bao giờ mở miệng nói từ xin. Toàn mọi người tự nguyện hết. Em ơi, làm từ thiện cũng phải là may rủi đấy, không phải đơn giản đâu. Sau khi được ông Vinh dẫn vào phòng, Pu bắt đầu gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Chị là Lê, Đại học Kinh tế, năm 4. Còn tôi là Quỳnh Như, sinh viên năm 2 trường nghệ thuật. Hân hạnh chào đón đàn em năm nhất. Đây là góc của cưng. Nồi quý của Phong. Cô gái nhỏ buộc phải tuân thủ theo quy tắc ở đây và được thông báo về các chi phí sinh hoạt. Tiền ăn mỗi ngày là 50.000. Nếu mà 1 tháng em ăn đủ bữa thì là 1.5 triệu. Tiền điện, tiền nước, internet, sinh hoạt phí mỗi đứa là 500.000. Mà dư chia 3 ra thì mỗi đứa là 333.000. Nhớ chưa? Thế là 1 tháng hết khoảng bao nhiêu chị nhỉ? Tổng tiền cứng chưa kể chi phí sinh hoạt ở bên ngoài này, đi lại này, tiền phòng nữa, đó là 2 triệu thôi. Đến đoạn ăn cơm, Pu ấp úng vì mình đã lỡ tiêu hết tiền trong ngày hôm nay. Thế là đàn chị hào sảng đã lên tiếng mời Pu bữa cơm ngày hôm ấy. Nhưng mà em lỡ tiêu hết tiền ngày hôm nay rồi ạ. Thôi, nay chị bao. Ok không? Mặc dù Pu vẫn chưa kịp thích nghi với môi trường mới nhưng biết sao giờ vì đã hết sinh rồi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.